Cá mặn. Nhưng mà bọn cá bự dữ thiệt. U nè. Em qua bà chui cũng ký là 2 ký 3 ký gì. Leo, leo không được đâu. Leo không được rồi. Phải tôi leo cho. Nhiều quá. Để xuống dưới đi. Con leo đi đi hồi tại. Leo không? Leo hả? Bắt cái cây đây nè, đứng đây nè. Bắt cái dưới á. Bắt cái này nè. Đây nè. Bước này. Bước ra đứng lên đó nè. Dạ. Bẻ cái chùm đó đủ. Nước vậy? Để mấy cái chùm đó, ra trên đó. Nhỏ bé đi tại. Lưỡi cái nào bự nữa đó. Trắng cũng được. Dạ, cái đỏ đỏ cho lưng con. Bỏ cái điện thoại xuống đi. Đang quay phim mà. Quay phim lâu quá đâu được. Được. Đang mãn. Ta quay nửa tiếng được. À chết đi. Dồ. Anh bắt cái cây cây lên đây. Ừ. Anh bắt cây đây đi em bẻ nha. Đúng rồi. Anh bắt cây đây đây. Đến đây được rồi. Bắt đây nè là đứng tới rồi. Chi mày tuốt cái ở trên trời sợ vậy. Nhìn này bé được không? Được. Mấy trái lẻ lẻ ở trên không? Ngọt dữ trời đó. Gần rụng rồi. Ừ. Đụng nó rụng rồi thấy không? Bẻ dập hết. Nó lượm đây chấm đi rồi lửa ra cái heo ra. Lượm nó lửa. Tụt quá trời. Dạ. Ủa quá trời mặn. Giặt hết lột giặt hết nè. Để ấy quá nó cũng hư nữa. Sâu hết. Chứ phải chìm. Tới lứa mà không bẻ. Cái đó đó. Đụng cái nó lột xuống. Đụng lột là cần rụng rồi đó. Cái đó đó đó. Cái đó. Chùm mà trái. Ừ. Mẹ bẻ mấy trái rồi kia chụp chụm đó kìa ta hả? Đây, đây mẹ quay cho con bé nha. Quay đứng. Chụm trên đầu kìa. Quay chậm chậm, quay gì ù ù đó mà. Thấy gì vậy? Bé nhiều quá sao đưa cho cha được. Mày để chỗ học thôi. Kìa chùm đó đó trên đầu kìa. Cái đó đó. Cái nào tài. Chỗ đó đâu phức mấy cái lá đó. Trong một chùm ở thư trong đó. Trái này chiên ăn nó ngọt. Khói khát. Nè. Trái. Trên á, trên á. Nó mày ruộng á. Trên đầu con mấy mày ruộng á. Ừ, đó. Chừa lại con trái, mấy trái. Sao chừa lại trái này? Dạ, từ trái đi. Cả nhà đều bé mặn. Ăn tại cây luôn. Trời ơi. Thu hoạch.
luôn. Nè cha mày. Rồi trái. Qua quay lên. Quay lên. Quay. Cầm cái máy quay quay. Thầy đừng có khuất nha. Tại để trên mấy trái nữa đi con, để mẹ nhà mày bẻ không tới rụng hết. Cặp đó bẻ luôn ra. Ừ. Đây đưa đây đi rồi bẻ nữa. Cái nào cho nó cạnh cạnh không? Ừ bẻ hết chùm đó luôn. Bẻ được hết rồi, từ ấy quá. Bỏ xuống đi. Bẻ từng trái thôi, từng ấy thôi. Ít trái mà quá trời, trái dữ thôi, trái bự thôi. Chùm như đó hai trái luôn kìa. Đây nè, chùm này nữa nè. Trời ơi. Kìa, đây quay bên. Đấy, mẹ quay được ơi. Kìa, đây nè, bé mấy trái này nè. Ngoài đó hả, chùm ngoài đó nữa. Thưa cây ơi. Đủ rồi, dập mẹ nó hết rồi. Nghĩ quay được rồi. Mày quay mẹ, quay tiếp đi. Rụng hết, rụng là nó dập cho bằng. Đang quay vậy. Con bẻ đi. Bẻ đây nè, chùm người đó kìa. Nó nằm trong lá kìa. Đi, đừng bẻ. Ngoài kia, trái này nữa hờ. Trái nằm trên cây luôn. Ừ. Rồi, chùm người kia nữa kìa. Chùm người kia kìa. Thấy không? Nó mắc lá. Con thấy không? Thấy chùm đó không? Trời đất xa xa cho quay nguyên cây vậy. Cây hết rồi, hết trái rồi. Bẻ đợt này hết luôn. Thôi hết cây. Đấy. Ai có ăn thì đăng lên mạng nha. Đăng chứ không có ăn đâu ạ. À. Không vô lấy gì có ăn. Mặn hết trái rồi các bạn ơi. Bẻ hết trái luôn. Cái chùm trên đó bẻ chưa? Chùm trong lá. Cái chùm này mà bẻ gì trời. Được rồi, mấy trái dưới đây đừng bẻ nữa, để cho bự nhà mẹ ăn. Hồi nãy có chùm trên đó kìa, tay kìa, chùm đó kìa, đó tươi tổ mẹ kìa, thấy không? Chảy gò mẹ nó, đừng bẻ gì đó. Đâu có. Này. Chùm đó bẻ đi. Được rồi. Ngọc nó luôn. Ngọc nó chở kìa. Sao mẹ kêu để bẻ mặn gửi ra ăn. Con nó khỏi mà đang nhóc. Ăn là biến. Rồi xuống đi. Cưa cây hết rồi.
xô mặn rụng luôn. Rồi bưng gỡ nó vô. Một xô mặn rụng. Được rồi, đi vô được rồi. Hãy biết. Được rồi. Trời, 11 tí. Được rồi. 5 ngàn mặn. Nãy giờ có trả bài thương thịt nữa không? Nãy